Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Cao Su. Trong video sao anh cứ phải cố gắng nói cho nó kinh dị thế nhở? Cái video nó chưa đủ kinh dị sao? Chưa nhá. Tao là sếp mày hay là mày sếp tao thế? Sao? Thôi thì hey, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với Dead Channel Cao Su, nơi mà xin ủng hộ mỏi mồm cũng không lên được 300.000 sub. Dạo gần đây thì các video về found footage đang trở thành một nội dung được rất nhiều anh em yêu thích. Vậy nên để phục vụ cho cái sự siêu yêu thích ấy, Team Cao Su quyết định sẽ cho ra mắt tận 2 nội dung found footage trên một tuần. Và những video này sẽ luôn được đổi mới và cập nhật dựa theo sở thích của các anh em viewer. Nice. Vậy nên những anh em viewer đã đăng ký cho Team Cao Su hoàn toàn có thể yêu cầu các nội dung mà mọi người đang quan tâm cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với nội dung của ngày hôm nay. Final Fantasy là một cái tên cực kỳ quen thuộc với cộng đồng fan đông đảo và có tính sáng tạo cao. Không chỉ game mà còn là truyện tranh cùng ti tỉ ấn phẩm khác. Thời gian gần đây trên kênh YouTube Balinton đã cho ra mắt một video found footage về tựa game này, hứa hẹn sẽ có rất nhiều tình tiết mới trong vũ trụ mở rộng của fan cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, ngày hôm nay, các bạn cùng với Team Cao Su hãy cùng nghiên cứu video này nhé. Với gần 8 năm kinh nghiệm, sở hữu tổng 9 phần game chính, 4 bản spin-off cùng hàng chục tựa game fan-made ăn theo. Có thể nói, Final Fantasy của Scott Cawthon là một trong những series game kinh dị thành công nhất từ trước đến nay. Độ phủ sóng của game chắc chắn là một cái ghế, vì nó không phải bản. Giờ cứ thử ra phần mới mà xem, kiểu gì lại chả ngập tràn trên Internet. Có khi gọi Elden Ring là đồng băng rừng rú cũng nên. Cơ mà tuy nhiên, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ không nói về game Final Fantasy. Thay vào đó, tôi sẽ cùng anh em đào bới một video có tên là Non-Existent Video. Được biết, đây là một sản phẩm được thực hiện bởi channel YouTube có tên là Balinton, một anh chàng chuyên làm những clip 3D về Final Fantasy. Vậy giữa vô vàn các clip tương tự khác, tại sao tôi lại chọn cái này? Đơn giản là bởi, hãy nhìn vào lượng tương tác của nó và xem. Dù mới xuất hiện cách đây không lâu thôi, nhưng lượng người quan tâm thì không hề nhỏ. Sau khi xem xong, tôi nhận thấy đây là một nội dung rất hay, rất đáng để chúng ta bàn luận và phân tích. Thôi thì không để anh em chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Mà khoan, cần phải lưu ý rằng nội dung này hoàn toàn là non-canon. Nói dễ hiểu thì đây là hàng fan-made và không làm thay đổi cốt truyện gốc của game đâu nhé. Ok, let's go. Mở đầu đoạn băng, người xem sẽ được đến với hình ảnh biểu ngữ quen thuộc của nhà hàng Fazbear Family Dinner. Nếu mọi người không nhớ, thì đây là nhà hàng đầu tiên của chuỗi nhà hàng Fazbear do William Upton và Henry đồng khởi xướng. Theo cốt truyện của game, nơi này được cho là xuất hiện trước thời điểm năm 1983, nhưng lại bị đóng cửa vĩnh viễn không lâu sau đó. Hiện tại, nhà hàng này chỉ còn xuất hiện thông qua minigame của Final Fantasy 4, hoặc được nhắc đến thông qua các phần game khác mà thôi. Quay trở lại với nội dung chính, khi này chúng ta sẽ được xem một đoạn băng nhằm giới thiệu công việc cho các nhân viên mới tại nhà hàng. Tại đây, ta cũng biết được có hai mẫu thú máy đang xuất hiện tại nhà hàng, bao gồm Fazbear và Bunny Bun. Mà theo đó, mỗi mẫu trong số chúng lại bao gồm hai loại mang chức năng khác nhau, được gọi là Animatronic và Preformer. Với Animatronic, ta đã khá quen thuộc vì đây là mẫu thú máy vốn đã xuất hiện trong đa phần các nội dung của series chính. Còn với các Preformer, nó được giới thiệu là một loại trang phục tiết kiệm chi phí, được mặc bởi người thật và thường sử dụng khi các animatronic đang trong quá trình bảo dưỡng hoặc là sửa chữa. Ngay sau đó, người xem được chứng kiến một đoạn băng mà có vẻ như nó đang mô tả góc nhìn của một nhân viên nào đó đang mặc bộ đồ nói trên. Qua việc góc cam cứ bị đảo liên tục cùng với tiếng hơi thở dồn dập không ngừng, ta có thể đoán người này đang bị hoảng loạn. Tôi tạm thời đặt cho anh ta cái tên là X và hãy nhớ nó vì chúng ta sẽ còn gặp lại anh chàng này đấy. Đoạn băng sau đó bị cắt ngang và đưa người xem sang một phân cảnh khác với hình ảnh của một con thú máy đang bò lê lết trên mặt đất. Khi này, ta thậm chí còn nghe được giai điệu của bài hát Happy Birthday vang lên. Ta cũng thừa biết Fazbear Family vốn là nơi được sinh ra nhằm phục vụ cho việc tổ chức những bữa tiệc gia đình, trong đó bao gồm cả tiệc sinh nhật. Thế nên, sự xuất hiện của bài hát này là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều đang nói là bài hát này lại bị méo mó và nghe rất khó chịu. Còn về phần các con thú máy,
nó ngay lập tức đổi hướng sang tấn công người đang quay video. Đoạn băng tiếp tục bị cắt tại đây. Người xem sau đó được đưa trở về với phần giới thiệu công việc lúc trước. Lúc này, giọng nói tiếp tục trình bày cho ta biết cấu tạo thực sự bên trong những con thú máy. Chúng sẽ bao gồm 3 lớp, với lớp ngoài cùng là phần trang phục, thứ tạo nên màu sắc cũng như vẻ bề ngoài của các con animatronic. Phần thứ hai là lớp vỏ fiberglass. Đây là phần định hình nên cấu trúc và hình dáng cơ bản của các animatronic. Việc chúng khác nhau như thế nào sẽ phụ thuộc vào phần này. Và cuối cùng, rất quen thuộc, chúng ta có phần khung xương endoskeleton, thứ có chức năng nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Tại đây, ta biết được rằng, với những bộ đồ preformer, toàn bộ các chi tiết máy móc của những con thú máy sẽ bị loại bỏ để chừa chỗ trống cho người mặc. Với những bộ đồ này, nó được thêm các chi tiết như khóa lò xo, một thứ giúp cố định bộ đồ và cơ thể người dùng. Giọng nói ở đoạn băng thậm chí còn nói rằng, nếu như không được chuẩn bị kỹ, những chiếc lò xo này có thể rất nguy hiểm. Thực sự thì tôi cũng không hiểu vì sao người quản lý lại nói cho nhân viên biết những điều này để làm gì. Kế đến, những người này tiếp tục hướng dẫn cho nhân viên cách để mặc bộ đồ. Theo đó, đằng sau bộ đồ sẽ có tổng cộng 10 lỗ khóa lò xo. Để mặc được, bạn sẽ cần phải tháo lần lượt từ chân tay cho đến đầu và cuối cùng là ngực. Khi đã vào bên trong thì lần lượt khóa các vị trí này. Nếu chẳng may xảy ra sự cố và người mặc bị thương do những chiếc lò xo gây ra, thì thứ nhất, không được hoảng loạn. Thứ hai, đừng di chuyển. Hãy gọi trợ giúp nếu có thể. Điều chỉnh hơi thở để không bị mất sức và sau đó là chờ đồng nghiệp đến hỗ trợ. Thế nhưng, liệu thật sự có ai sẽ đến hỗ trợ người bị kẹt hay không thì có trời mới biết. Đoạn băng cắt cảnh ngay sau đó, một bức ảnh khác đột nhiên hiện lên. Theo những gì mà tôi hiểu được thì đoạn chữ mô tả rằng chiếc hàm của con thú máy Fredbear hiện đã được trang bị thêm hệ thống ép thủy lực. Nguyên nhân là bởi với thiết kế của Fredbear, nó đã gặp một vài vấn đề về sức nặng của phần đầu, làm ảnh hưởng đến khả năng đóng mở khuôn miệng. Việc nâng cấp này sẽ giúp nó hoạt động đúng như những gì đã được lập trình sẵn. Và rồi, hình ảnh của một cậu bé hiện lên. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng khi dòng chữ I beat someone tràn ngập màn hình. Và anh em biết điều gì không? Nó làm tôi nhớ ngay đến một sự kiện đã từng xảy ra trong vũ trụ của Final Fantasy. Dường như điều này liên quan trực tiếp đến cái chết của Crying Child. Theo đó, cậu bé khóc nhè, tức con trai của William Upton, trong một lần đến nhà hàng Fredbear Family, cậu ta đã bị anh trai của mình là Michael cùng đám bạn của anh ta chọc ghẹo. Họ bày cho nhét đầu cậu bé vào miệng con thú máy Fredbear và không may thay, nó đã gây nên cái chết cho cậu bé. Với chi tiết có trong đoạn băng trên, nó đã phần nào giải thích cho ta hiểu hơn về tai nạn năm xưa. Chính hệ thống thủy lực gắn ở miệng con thú máy đã làm gia tăng lực cắn, khiến cho cậu bé phải chịu đựng một cái kết đau đớn. Và những gì xuất hiện tiếp theo cho đoạn băng dường như đã mô tả về hoàn cảnh của các con thú máy sau khi nhà hàng này đóng cửa. Đoạn băng thêm một lần nữa chuyển sang bối cảnh khác. Xuất hiện tại đây là một hộp quà lớn. Và rồi Puppet hiện lên. Có thể hiểu, những dòng chữ nãy giờ là của Puppet nói về Michael. Ta cũng đều biết, William Upton là linh hồn đã mắc kẹt ở trong Springtrap và lời nói khi nãy của Puppet cũng đã khẳng định lại điều này. Tuy nhiên, đoạn băng trên đã đưa ta tới một bối cảnh khác so với game. Theo đó, trước khi William Upton chết trong bộ đồ Spring Bonnie, thứ này thậm chí đã từng gây nên cái chết cho một kẻ khác. Mà nếu liên kết lại phần đầu với đoạn băng, ta sẽ dễ dàng đoán được nạn nhân chính là người nhân viên X mà tôi đã từng đề cập tới. Cũng qua chi tiết này, ta được hiểu thêm cách thức mà bộ đồ Spring Bunny thực sự vận hành. Có vẻ như những chiếc khóa lò xo chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Vì một lý do không may nào đó, những chiếc lò xo ấy đã vặn xoắn quá mức và găm trực tiếp vào da thịt người mặc, khiến họ phải gặp những tai nạn đau đớn. Thậm chí nặng nề hơn thì đó còn là cái chết. Giống như những gì đã xảy ra đối với anh chàng nhân viên X
và cả William Upton sau này nữa. Phần cuối của đoạn băng cho ta thấy biển hiệu của nhà hàng Fat Beer Fry, địa điểm chính đã xuất hiện trong Final Fantasy 3, cho ta thấy cả không gian và thời gian đều đã tua đến nhiều năm sau đó. Giọng nói lúc này vẫn là của Puppet, hay nói đúng hơn là linh hồn của cô bé Charlotte đang nói chuyện với Michael. Charlotte dụ anh ta lấy xăng để phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng, và được biết nơi này còn đang lưu giữ những con thú máy chứa đựng linh hồn của cả cậu em trai lẫn người cha của Michael. Nhưng Charlotte vẫn trấn an anh rằng nếu làm như vậy thì linh hồn của tất cả những người đang mắc kẹt sẽ đều được giải thoát, và cậu em trai cũng sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của anh ta. Và những gì sau đó đều không được đề cập thêm, nhưng ta có thể ngầm hiểu rằng mọi thứ sẽ tiếp diễn theo đúng những gì đã xảy ra trong vũ trụ gốc của game. Đó là nhà hàng Fat Beer Fry sẽ bị cháy rụi, nhưng Springtrap, con thú máy giam giữ linh hồn của William Upton, thì vẫn còn sống sót. Và ok, đó là toàn bộ những nội dung có trong Final Fantasy Found Footage ngày hôm nay. Nói thực thì đây là một video khá hay và nó hợp lý hóa nhiều chi tiết mà series Final Fantasy gốc không làm được hoặc là chưa làm. Ví dụ như bộ đồ Spring Bunny hoạt động ra sao, hay chiếc hàm của Fred Beer có sức mạnh như thế nào, vân vân. Còn với anh em có cảm nghĩ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến xuống phần comment cho mọi người cùng biết nhé. Cũng đừng quên like nếu thấy video này hay, cũng như subscribe cho Cazoo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace!